cái bóng người đó nhìn giống như là anh Nhân em, giống như là bé ba em gì nè. Trời ơi, tự nhiên cái vỏ ngốc lên trơn à. Dạ chị xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Kiều đang bắt chảo lên đặng sấy cái hành tím nè. Hôm nay Kiều sẽ làm bánh cuốn cho anh Hùng ăn. Cho hành tím thơm mà chị bỏ thịt bằm vô. Cho thịt nó tơi ra Kiều bỏ cái cắm mèo vô. Rồi tạm thời tắt lửa, Kiều nêm vô đây nha. Một muỗng nước mắm, hai muỗng, nửa muỗng đường, nửa muỗng hạt nêm, tiêu. Rồi Kiều bật lửa lại, xào lên nha, cho nó thấm gia vị. Cái nhân của bánh cuốn Kiều đã xong. Kiều có cái bột bánh cuốn này nè ông bà cô chú, lúc trước làm nửa bọc rồi, bây giờ còn nửa bọc Kiều làm luôn. Tại vì là nguyên một bọc ăn không hết nên mỗi lần làm á Kiều làm chỉ có nửa bọc thôi. Ở trong đây người ta ghi á là 400g bột là 1 lít nước. Vậy Kiều làm nửa bịch á thì 500ml nước. Một cái ly bia như vậy nè 500ml nước nè. Xong bột tan rồi Kiều bỏ thêm một xíu dầu ăn vô. Oh my god. 옛날에 이런 점에 갔어. 궁금해서 했구나. 괜찮아? 어. 뭐가 괜찮아? 아직 먹고. 먹어봤어. 너무 성공해. 아, 이제 Kiều bắt cái chảo lên để chén bánh nha. Bỏ một chén một xíu mỡ vô. Cái chảo nó không nóng. Nóng cái chảo nó nóng vừa vừa thôi, nóng quá nó bị khô á. Rồi mình chén giống như chén nó phụ. Xong rồi đậy nắp lại. Còn cái miếng bên đây á. Thank you.
Annyeonghaseyo, xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều làm bánh cuốn nóng cho anh Hun ăn. Bánh cuốn với nước mắm chua ngọt nè. Rau cải thì Kiều chỉ có là dưa leo nè, cải xay lách với lá mè sắc ra, với còn cái này là giá trụng. Mời mọi người ăn chung với hai chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Để em làm cho. Để em làm cho nha. Bánh cuốn xa xe, anh mua mấy cái? 하나 주세요. 하나만요. 하나 먹고 또 먹을게. 하나 먹고 또 먹을게요. 네. 원래 10개 먹었다 해도 10개 하면 진짜 먹을 거 없잖아. 이번 저번에 보다 이번 더 작고 예쁘다. 아, 성냐, 뭐 미니 야종요. 어, 상추, 깻잎 조금. 저번에 깻잎 없어. 어, 뭐 미니 열레요. 어, 뭐 미니 짜요. 짜이 미니 짜나. 네. Rồi anh ăn như nước mắm thì anh bỏ vô con chan nước mắm chứ rồi. Anh ăn trước đi. Anh ăn trước đi, muộn cho một bữa. Cắt chung với chị. Anh muốn nói phải ăn cùng nhau chứ. Có thể nói. Han chập si ô chân non. Han chập si ô chân non nhé. Wow. Vậy. Card card gì? Anh muốn nói trả bằng thẻ được không em? Được. Trả bằng thẻ thì lấy tiền thế. Để si cung hè té ô chân non ô bẹt thế. Đây là nước lụ nè. Nè, anh bỏ nước mắm vô. Irike. À. Chan nước mắm vô. Okay. À, không phải là trắng mà là chan. À, chỉ có anh nữa. Okay. 벌써 잊어버렸어. 자주 해줘야지. 잊어버렸어. 안 누나, lâu quá anh không nhớ. Em phải làm thường xuyên cho anh chứ. Yeah. Rồi anh ăn thử anh. Anh cũng ăn. Anh Hùng nói bánh cuốn ngon. Cảm ơn nha. Wow. Cảm ơn không? Bánh cuốn, cuối cùng. Cảm ơn nè. Anh Hùng nói bánh cuốn, gỏi cuốn đều rất là ngon. Nhớ gỏi cuốn không trời? Gỏi cuốn với ớt này nè. Chính cô ngon sốt sự chích chớp chứ không phải. Ngon quá. Ai khi 있을 때는 이거 bánh cuối cùng. Bánh cuốn của bánh cuốn. Bánh cuốn ngon. 추천. 어, 그래. 만들어 주면 좋아. 진짜? 첫 스 안 매워 만들어야지. 첫 스만 안 매우면 고기 진짜 부드러워. 고기 좋아하는 애들 많으니까. 고기가 부드러워. 그러니까 너무 맛있죠. 안 훈 nói cái món này mà làm cho em bé ăn nó chắc chắn là nó sẽ thích nè. Tại vì á cái bột của bánh cuốn với cái thịt đó mềm mà ngon, mềm mịn lắm luôn. Thật sự ngon. Ngon thiệt á. Ngon thật. Bánh cuốn này nè. Bánh cuốn này nè anh.
là mỗi buổi sáng á là mấy cô mấy thím ở ngoài đường á bán nhiều lắm luôn. Mấy công ty mà công nhân đi ra ngoài á tan làm á, người ta sẽ mua một hũ hũ như này rồi người ta ăn buổi sáng. Ở chim bù thơ, Hồ Chí Minh nê sơ, salam tư ri a chung ma, chi nê sơ, mã ni pha ra sơ. Hành cha, hành cha, hành cha. Ít sơ, ít cơ. Như kì phô trang nâng gò, món cho thảm ma. Huế xa thuy tinh hành đe, salam tư ri bà mê thuy tinh hay cha nà. Anh miên a chim mê salam chung kinh hình ca, quạt chơ hành thung sạch sơ mô cơ. A chim mê. Hành thung, mơ kê, mơ kê sơ. Tu kê. A chim mê, tu kê. Tôi kể anh em nụ cô mà anh em có xịt bê mê ông xe kê thả xe kê. Ủa bà không giỡn kê thay kê chá. Khứng bỏ hầm mê ông tôi kê. Chắc, cứ chắc còn hầm mê ông. Giờ đây kè mùi là khân đê, xa lăm tôi đi. Mà anh tôi thả là chinh chú chơi rồi. Cô kì mà anh ấy anh nhà. Khá đúng thơ mà anh mà. Ôi tôi mà đó. Anh Huấn á, anh Huấn hỏi một hộp bao nhiêu cái em. Chị nói nếu mà cái bự thì hộp khoảng 2 cái, 3 cái. Còn nếu mà cái nhỏ thì 4, 5 cái gì đó. Chị nhớ là vậy đó, lúc trước chị làm ở thành phố Hồ Chí Minh á. Là chị nhớ buổi sáng là mấy xe mấy cô bán vậy đó. Còn á, anh Huấn nói, trời ơi, anh ăn chắc phải nặng, phải 10 cái quá. Sáng sớm ăn dữ thằng vậy. À, chị mua thơm ăn đi một cuối á. Nó một xa. Xa là gì? Bạn đi một chuyện. Bạn đi một chuyện đấy. Bạn đi một chuyện đó. Anh thôi nó mới ăn, cũng ăn nhiều mà. Wow. Chúng chất tôi. Ý nghe. Sao chứ không chứ không chứ không chứ không chứ không. Mãi đi một cô. Anh Huấn nói á, ai cũng chê anh ốm hết trơn á, anh phải gán ăn nhiều vô mới được. Đúng rồi, ăn nhiều vô. Làm nhiều phải ăn nhiều. Làm nhiều mà ăn ít cái là 21 còn bổ xương thôi. Nãy chúng mày biên mà anh bị xê. Ui. Wow, thật xê. Wow. Trời, bán đắt hàng quá, mới 2 dĩa là hết hết chảo rồi. Ngon mà. Ngon. 너무 맛있으니까 오빠 것만 자꾸 이렇게 신경 써. 미안해. 미안해. Không được vậy. Anh Huấn nói là tại vì nó ngon quá nên anh chỉ chú ý tới cái dĩa của anh thôi, anh không gấp cho em. Xin lỗi em nha. Ghê thiệt. Chạm quên cả thầy ăn. Ăn nhiều vô. Cảm ơn em. Không có chi. Ngay mồi à. Ngay bài luôn. Mấy món này là anh Huấn phái lắm bà của chú ơi. Bánh xèo nè, bánh cuốn nè, gỏi cuốn nè. Bún riêu nè, bún bò nè. Hủ tiếu nè. Bánh canh nè. Rồi phở nè. Phở bò, phở gà, cháo lòng, cháo gà, cháo vịt. Anh Huấn luôn, anh vứt xà lát hết. Mấy món đó là mấy món ngủ của anh đó. Muốn 먹으면 바보야. 맛있는 건데 왜 못 먹어. Anh Huấn á, anh mà ăn không được mấy cái món này là anh rất là ngốc luôn á. Ừ.
또 재밌는 얘기 해줘. 회사 회사 재밌는 얘기 없어? 어떤 회사? 회사 진주 회사에 응. 일할 때 응. 재밌는 얘기 없어. 안 돼 언니 할. ở công ty em có chuyện gì vui không, có chuyện gì thú vị không kể cho anh nghe với ơi. Ngày nào cũng chơi về, ngày nào Kiều về cũng kêu Kiều kể chuyện công ty cho nghe hết trơn á. Có phải nhìn đẹp. Có phải nhìn đó. Ừ. Chính chú về dây kiên hẳn không có chứ không? Chính chú. Chính chú sửa mùa chế dây kia hai mẹ. Anh mua số. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, xin lỗi. Cũng đẹp. Chuẩn bị mua số anh không có dây kia hay chút kia. Mua số mùa chế dây kia. Có một điều kinh dị lắm. Có một chuyện rất là kinh dị. Khi ghê lắm. Chùa à, Kiều nói á, Kiều sắp kể một chuyện rất là kinh dị cho anh nghe luôn á, anh phái. Mua xong một tờ chùa à? Hồi nãy á, em chạy xe đi làm về á, xong cái đang đi trên đường về nè nha, có một cái đang chạy xe ở phía sau vậy nè, cái có cái xe ở phía trước á, cứ chạy giống như là dẫm chơi với em vậy đó. Cứ em chạy đi gì nè, em chạy gì nè, xong cái ngồi chính đi từ từ, cái ngồi cái đi nhanh, ngồi đi từ từ, giống như là để cho cái xe em ủi gì đó. Cái xong cái dạng giống như rồi cái rồi gặp biến thái hay gì rồi, không bình thường hay gì rồi. Cái em mới chạy chậm chậm lại. Giờ khi hành hành cha trên chu thê kinh hành đè, hành cha giờ khi trên chu apuro kanika. Cứ giờ khi trên chu hành thê chẳng nan cả thai ờ. Cứ khan đè. Chăm canh bái lạc hả? Chăm canh chân chân hì cả. À, chân chân hả? Ờ. Chính chú hành thê chẳng nan hốc xì. Ảp hê. Chân chân hì cả đơn tê chính chú hành thê chẳng nan hết sợ sợ. Dù kì hốc xì chính chú bái đi hà mèo mà anh chê xa cô hà. À, cô xa mà. Đang nói tiếng Việt anh sổ qua tiếng Hàn. Đang nói tiếng Hàn anh sổ qua tiếng Việt anh nói rồi sao nữa. Đó vậy đó. Rồi xong cái bắt đầu em nói trời ơi chớ rồi gặp biến thái hay gì rồi. Xong cái em chạy, em đâu chạy nhanh đâu, chạy từ từ để có khoảng cách xa gì nè. Đâu dám đâu phải mà chạy gần gần là đụng liền. Đó gì đó. Xong rồi tới cái bồn binh á, tới cái bồn binh, tới cái vòng tròn gì nè. Cái em chạy chậm chậm em thấy có cái người ở bên đường nghe, có cái bóng đen thui ở bên đường á. Đi ra gì nè, em nói trời trời có người đi bộ kìa. Xong cái xe đó nó cứ đi giống như nó đang cà gõm với em vậy đó. Cái nó chạy chậm chạy nhanh làm cái một cái rồi tông cái ông đó luôn. Nhưng mà tông mà kiểu tông nhẹ tại vì đang cà gõm với em mà nên tông nhẹ nên á. Xong cái em chạy quẹo qua cái đường này em thấy á, cái chú đó, cái chú mà bị tông á, à, còn tỉnh nha, ngồi vậy mà đứng không được, đau quá. À, đau quá. Vậy mày chạy xe kiểu gì vậy? Mày chạy xe kiểu gì vậy hả? Cái thằng kia. Xong cái cầm cái điện thoại ra gọi không biết gọi cha nữa, chắc gọi cho cảnh sát hay sao. Giờ kì chinh chu mô rô khá ni ca kinh chơ hàm sa cô na ni ca cảnh chơ kì tùng cơ rê mê quạt sơ sơ. Chinh chú mỗi lần bởi ố xa ra ngoặt nên thế quê cứ cha ẩm mộn cho ẩm nè. Ồ, cứ đi cuộc cắn cho kia. Chinh chú ẩm mộn cho ẩm mơ. Chinh chú hành thế chẳng nán hóc quỳ xuân đi cả ẩm mộn cho chi một bạch chi. Pạc khá mê ngợt. Cô cứ xa ra bởi to lo sợ. Ngon lắm sao? Ồ, cứ đi sợ chinh chú. Giờ khi kinh y kê kinh khám thế kinh chinh chú bạch sợ. Cứ hai ra bởi chi gật thầy. Giờ khi thả đi. Hốc xì tác chạy xuân đi cả. Cần thế ai chích em kia chờ. Kê dốc, kê sóc dục não quá. Yeah, you can wait, you can judge, you can wait. You know, you can watch it like a car, watch it like a car. 많이 화났어. 다리 너무 아파잖아. 그래서 휴대폰 좀 환, 누구 좀 환, 몰라. 근데 이거 더 무서워. Nhưng mà, tới cái đoạn này mới thấy ghê nè. Xong cái em đi ngang cái bồn binh á, tự nhiên cái thấy cái bóng của một cái xe ở chính giữa cái bồn binh nha, mà ngay chỗ cái xe đó đó, cái xe bồn binh thôi đâu có xe qua lại đâu, tự nhiên có cái xe với cái bóng người đó nhìn giống như là anh Nhân em, giống như là bé ba em gì nè. Trời, tự nhiên cái giỏ ngốc lên trơn à, tại vì nhìn qua cái kiến hậu gì nè thấy gì đó,
rồi xong cái hết hồn hết trơn, cái bắt đầu nháy mắt, dụi mắt cái nhìn lại, cái nhìn qua cái kính hậu bên đây này nhìn lại nhưng mà không thấy ai hết trơn á. Ôi chuyện gì đó trời, Yuki Jinju thùng cơ đam mê khánh te cầm cho kia cứ cha hỏi anh xét thánh chạy sơ cứ nói buồn lên thùng cơ đam mê Yuki cha khát tao và tao ốc chân à bộ cứ cầm cho kia hành cha hào cứ cứ xa làm chân chú ảnh nhau khát tao vậy kìa chân chú Yuki nôn cắm mà hà mèo Yuki khô luôn thả xí ba mèo ốc sơ sơ. Wow, không biết là Kiều bị qua mắt hay là bị cái gì nữa trời ơi. Giống như là một cái xe đó đi trước đúng không? Xong cái Kiều nói trời cái ông này thiệt á, đi chạy xe kiểu kỳ vậy, muốn đụng mình hay sao, muốn kiếm chuyện với mình hay sao nè. Trời ơi, dẹt cái ước gì á, dẹt cái xe này qua một bên để cho mình đi cho thoải mái. Tự nhiên cái đi ngang cái bồn binh nó khiến sao cái ổng đụng người ta vậy đâu mà cô chú. Cái nhưng mà một hồi á không biết là tâm linh gì sao á, nhưng mà Kiều thấy rõ ràng là cái xe trắng với cái người ở trong cái bồn binh đó luôn nha, máy bay gì luôn nè. Anh Huynh nổi da gà thiệt luôn á ông bà cô chú. Xong cái Kiều dụi mắt, không biết là làm mệt quá rồi qua mắt hay sao á, dụi mắt nhìn lại thì không thấy ai hết trơn á. Hiếm tư rơi đi ca bôi mê ông cục cương ý rích kì xem cơ ai nhé. Ông kia chỉ cần kiểu hình đề cười gì thì rơi cầm xong nè. Anh Huynh nói ngoài trời đang mưa đó em, mà em kể chuyện này á sợ quá vậy. Kiểu là chê mùa xu. Chê mùa xu á. Ông bay với khe em. Chắc là nhiều chuyện nữa à. Trời ơi, chương trình tốt vậy kia mạnh à ta. Tại anh hỏi em nên mới nhiều chuyện á. Tại anh Huynh hỏi Kiều mới nhiều chuyện á. Chứ đường không Kiều không có nhiều chuyện đâu nghe ông bà cô chú. Chính nè. Ông bà bùa la ba đi ca chinh chú dễ kia à. Chê mì xu. Chê mì xu. Chê mì xu bỏ đâu đấy. Thú vị em ơi. Thú vị em ơi. Thú vị em ơi. Anh Huynh hỏi thú vị em ơi, cái tiếng Việt Nam nói lại gì em? Thú vị em ơi. Thú vị em ơi. Thú vị á. Nghe không sợ hả? Nghe ảm hư xô quê á. Ừ. Anh chúc cũng mù xô. À chúc cũng mù xô. Kiểu hỏi anh không sợ là anh Huynh nói sợ một chút. Không phải là ảm hư bác sinh cả. Anh Huynh nói anh do anh không thấy, anh chưa thấy bao giờ á. Nên anh nghe em nói anh sợ anh xíu. Thôi chết thầy ăn. đi về mà kêu còn sợ. Không ra ung tâm chút xíu mà kìa. Anh Huynh nói là anh sẽ chạy xe cẩn thận. Đi gặp mấy người đó là phải chạy xe cẩn thận nha. Ê, đi kìm, cha làm tôi đi bạn thề. Đi sang cha, bạc sơn mê ông, chân chân hay khả. Cứ đi qua, cứ tụng cơ đam mê, hăng thăng chết chân hay khả. Nè, chạy cái cơm đó. Kiều nói ấy là đi trên đường mà đi, nếu mà về ban đêm á, thấy mấy cái xe lạ lạ giống như cái muốn kiếm chuyện với mình á, anh chạy chậm chậm thôi, anh đừng có chạy gần, chạy mà cho khoảng cách xa xa á, chứ giống như là mấy người uống rượu phá kiếm chuyện không bà cô chú, đó, rồi đi ngang mấy cái chỗ bồn binh với ông thôi, mấy cái ngã ba ngã tư gì đó phải chạy chậm chậm mới được. Giấc tối có nhiều người uống rượu á, bà cô chú là chạy sẵn ra không có nhìn đường gì đâu, cứ tâm đại gì nè. Giấc tối á, có mấy cái chiếc xe máy á, ban ngày thì không có nha, ban đêm mà xe máy hoặc ai uống rượu chạy xe máy là không có kiểm soát được đâu. Tại vì ở đây là nông thôn mà, ở thành phố thì ít có xe máy lắm, chỉ có xe máy là những người mà giao hàng á mới chạy xe máy thôi, chứ không ai chạy xe máy chưa á. Còn ở nông thôn này có nhiều người chạy xe máy lắm, ta đi ruộng đi gãy này nọ đó ông bà cô chú. Tại vì đất xa là người ta đi xe máy cho nó tiện, nên á giấc tối mà có mấy chú mấy bác này kia uống rượu đi xe máy là nguy hiểm lắm. Vì khi City ơi sơ, ô tô bay học nên đề, Sikone ô tô bay nổ mà anh nên mỗi mà anh đi sơ sơ. Giờ thì cứ hai đa bởi chi, ai chi chi, giờ ba mê su mô cô ni ca, cứ nhằm phạc phạc ca. Chú xí mê tế, giờ đừng mê thơ mà anh nằm. Mùa hè, mùa đông mà cũng vậy đó, người ta đi ra ngoài đường ít đó, chứ mùa hè là nhiều dữ lắm luôn, chạy xe phải cẩn thận mới được. Hết sức là cẩn thận. Chú xí mê tế. Kiều xin tạm dừng cái video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều nha. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nha. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye.